LTK Bonsai xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 8 năm 2020, hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, thì mình xin chúc quý vị các bạn có nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hôm nay mình làm clip này tại điểm bán cây kiển của Thanh Triệu ở quận Hóc Môn, thành phố Cần Thơ, giới thiệu đến quý vị các bạn một số món đồ xưa. Rồi hôm nay mình về đồ gì đi? Mến chào quý cô chú anh chị, hôm nay chị có về một lô gốm 5 bộ xưa, gồm có lái thiêu biên hòa, bình bông, chậu với đồn dồi với lu uống nước ngày xưa nha. Đó, mấy cái lu xanh uống nước ngày xưa, hoa văn tích lệ rất là đẹp luôn. Rồi. Đây là cặp cá đầu tiên gốm biên hòa, đồ của em là trên 50 năm, em đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn nha. Đồ này là tất cả món nào cũng phải trước giải phóng hết trơn luôn nha. Đây là cặp cá số 1 đầu tiên. Cá đó, này để treo bông, treo tường anh, đó để treo tường để mình cắm bông á, đây cái lỗ treo tường, đó đây cặp cá, đây cái này có gân nứt chưa, đó cô chú anh chị mình cái nào có gân nứt là em nói có gân nứt nha, mà nổi nha quy lên rất là đẹp, cá này chiều dài là 32, ngang cái đuôi của nó luôn là 18, đó cặp cá số 1 đầu tiên, chậm chậm chỗ gân nứt này, đây, đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Cái này là có gân lật tóc nữa đi, mấy chỗ đó lật nữa là mới được. Ban bây giờ để đây, con cá này nè, gân nứt cái này nè. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em lật nha. Lật nửa bụng lại. Đó. Đây. Cố định mới được, cầm nó lúc lắc đâu có đây. Đó. Cặp cá này em giao lưu với cô chú rồi, anh chị mình luôn, có giá là 700k, em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Tôm. Đây là cặp tôm, cũng là tôm treo tường luôn nha. Đó, đây. Chiều dài con tôm là 30. Tán ngang từ cái càng bên kia qua bên đây là 18. Đó, đây cặp tôm này lành tích 99% nha. Đó. Đây, cặp tôm này lành tích thì em nói lành tích nha cô chú anh chị mình ha. Đây, cô chú anh chị mình xem kỹ cặp tôm giùm em. Hàng trên 50 năm tuổi. Đó, trước giải phóng nha, đảm bảo 100% với cô chú anh chị mình luôn. Nếu mà sau giải phóng thì chúng em sẽ hoàn trả lại cho cô chú anh chị mình nha. Rồi. Đây cặp tôm này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu bao phí ship toàn quốc. Đó, 1 triệu bao phí ship toàn quốc luôn, cặp tôm số 2. Đây. Tới cái lưu số 3, cái lưu lái thiêu. Đó, rất là già nha. Cái này là lái thiêu rất là già luôn. Đó. Rồi, cho chiều đây, cao. Chiều cao lên là 29. Miệng lưu là 24. Đây. Cái bụng lưu là 93. Đây, chỗ này là có gân tóc nha cô chú anh chị mình ha. Đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó, để tránh trường hợp về cô chú anh chị mình xem không kỹ rồi nói em ấy nha. Đó, đây. Còn cái đế chậu là nó lành tích luôn nha. Có chỗ này thì nó cũng bị gân rồi, người ta chám xi măng trắng lại nha. Xem một vòng. Đó, đây. Cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em, rất là già. Đó. Rồi. Đây. Cái lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu 3. 1 triệu 3 em bao phí ship toàn quốc, cái lưu mã số 3. Đó. Đây. Tới bình bông Bát Tiên. Đây, Bát Tiên quá hải nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bình này thì lành tích 99% luôn nha cô chú anh chị mình nha. Đây, chiều cao em đo. Cao lên là 41. Bình số 4. Cổ bình là 35. Bụng bình là 65. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Đó. Bình Bát Tiên quá hải. Cái miệng này thì nó có bị gân nứt nhưng mà chúng em đã tái chế keo lại rồi nha. Đó, tại vì đồ này là trên 50 năm tuổi rồi, cô chú anh chị mình cũng không có thể nào mà tránh trường hợp không gân nứt được. Đó, mà chúng em đã tái chế keo tuyệt đối lại luôn rồi, đảm bảo với cô chú anh chị mình luôn. Đây. Đế chậu đế bờ mà bình rất là đẹp luôn nha. Rồi. Đây. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1 triệu mốt. 1 triệu 100k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây tới bình số 5. Sông Long Chanh Châu. Đó, bình Sông Long Chanh Châu nha. Đây bình gồng Sông Long Chanh Châu. Dãy khắc rất là đẹp luôn, khắc dãy rồng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Bình này cao lên là 55, cổ bình là 44,
Bụng bình là 87. Đó, bình số 5 Sông Long Chanh Châu. Đó, rất là đẹp luôn nha. Bình này có gân tóc nha cô chú anh chị mình ha, gân nứt nha. Đây. Từ đây từ trên miệng nó xuống tới đây luôn nha. Đó. Từ trên miệng mà xuống tới đây luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Rồi. Đó, chỉ có một dấu đó thôi. Còn tất cả đều lành tích hết trơn luôn nha. Rồi. Đây. Đó, đế bình rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Bình này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn. Cũng có giá là 1.100.000. Bao phí ship toàn quốc luôn, 1.100.000. Đó, bình số 5. Đây, tới cái đèn dầu ngày xưa nha. Đó. Đèn nhãn hiệu để dưới đây là để chữ Thanh Long. Rồi. Đó, còn rất là mờ, để cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây, chiều cao Thanh Long. Tính từ cái ống khói lên luôn là tới cái đáy dưới luôn là 47. Đó. Cái này có zin luôn, hỏng đèn zin không một gì hết. Dạ à. Cái này hỏng đèn zin, còn ống khói thì em không biết nha. Ống khói à. À, còn cái này là dặn tim lên xuống bình thường nha. Đây. Cái về thay tim vô là xài được rồi, nha cô chú chị mình ha. Ruột cái luôn coi. Đó. Còn cái ống khói này thì em không biết nó zin hay là không, tại vì cái nào biết thì em nói biết, còn không biết là nó không biết nha. Đó, đây. À nó có cái lòng này luôn ha. Dạ nó có rồi, cái lòng rồi, trong rồi, dặn đây nha. Cái này mình cũng không biết sử dụng sao. Đây. Cái này thì em chưa có xài tới nha. Đây. Rồi. Đó, đây. Hàng rất là không đẹp luôn nha. Gì hết ha. Dạ không lủng hết, đổ dầu vô là mình thay tim là mình xài thôi nha. Tao lật lật cái cầm cái đít ờ. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Bằng nhôm ha. Dạ. Dạ. Nhôm đây. Nóc gì đó ha. Dạ đúng rồi, cái này chắc bằng nhôm quá anh. Ừ, nhôm nhôm vậy. Đây. Rồi. Cái này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.000.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đèn dầu. Đèn dầu. Đó. Và đảm bảo trên 50 năm tuổi nha. Đây. Tới cái thố con gà lái thiêu. Đó, cái này là chanh vẽ tay nha cô chú anh chị mình ha. Đây, chỗ này thì có những cái đường gân nứt nha cô chú anh chị mình ha. Đó, thố con gà. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, đây miệng thố thì em đo như vậy đi. 22. Miệng thố là 22 nha. Đó, đây. Đó, lớp men còn rất là già luôn nha cô chú anh chị mình ha. Hàng lái thiêu nha. Đây cái mặt trong của cái nắp à. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Ngay dưới này mới được. Dịch dịch không. Ừ, để đó, ngay tại chỗ. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó. Rồi. Cái này có gân tóc nhẹ nhẹ nha. Đây, cái thố số 7 con gà. Đây, cái thố này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.600.000. 1.600.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. 1.600.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, đây cái thố màu. Đó, số 8. Đó, thố này cũng có gân tóc cái nắp nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Đây. Cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó. Thố này thì miệng thố là 22, cũng cỡ với cái kia mà. Dạ không? Đúng rồi. Đo chiều cao coi. Đây để em đo, để hai cái để chồng lại em đo chiều cao nha. Chiều cao lên là 24. Cao lên là 24 nha. Đó, đó, thố rất là đẹp luôn. Cầm rồi là đây. Cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Đã có gần đít nha. Rồi. Đó. Thố này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.600.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Thố con gà. Thố nó thố bông nha, quên em xin lỗi. Đây tới thố con chim. Đồ này là đồ lái thiêu già dữ lắm luôn rồi nha cô chú anh chị mình ha. Vẽ tay không à, rất là đẹp luôn. Đây cái thố số 9, thố con chim. Đó, hoa văn quả tiết là vẽ tay không luôn. Để nó quen cái nữa đi. Cái thố này nó cũng có bị gân nứt nha cô chú anh chị mình ha, cái nắp nha. Rồi giả cái nắp nha. Đây. Ngược lại. Đó, rồi, cô, giữ yên đó, giữ yên. Đây cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Rồi. Đó. Cũng 22 vậy hả? Dạ đúng rồi, cái thố này cũng 22 luôn anh. Cũng ngang cái thố là 22. Đây. Hoa văn rất là đẹp luôn nha. Này là cũng còn là một bộ của nó luôn nè. Đó cô chú anh chị mình xem. Đây. Đó. Rồi. Rồi thố này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1.600.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, số điện thoại của em là 0898 9977 64. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, cái này cũng là một bộ của nó luôn nha. Đó, sơn thủy nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chiều cao cũng lên là 24 luôn. Đó, thố sơn thủy rất là đẹp luôn. Tay vịn chút. Đây, đâu à? Rồi để yên. À, tí xíu chỗ này thôi nha. À bên đây. Bên đây tí xíu chỗ này nè, đó cô chú anh chị. Được có nhúc nhích.
bọt mà để yên đi. Để yên anh tự quay. Đó, đó cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó. Rồi. Sơn thủy rất là đẹp luôn. Đây. Đó, thú ngày xưa nha, hàng lái thiêu rất là già luôn. Đó. Đây, miệng thố cũng là 22 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Rồi úp lại. Đó. Để rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị quay mình ha. Quay một vòng và báo giá đi. Đây, cũng có giá là 1,6 triệu luôn. Em bao phí ship toàn quát cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây, tới cái chậu rồng sông Long Chanh Châu. Đó, chậu số 11. Đó, chậu này thì có gân tóc chỗ này nha cô chú anh chị mình ha. Xem kỹ giùm em. Đó, để tránh trường hợp về cô chú anh chị mình cho một vòng. Nói nó gân nước nhiều nha. Đó, sông Long Chanh Châu em mới đánh bóng lại rất là đẹp luôn. Có luôn anh. Chiều cao lên là 40. Chiều cao lên là 40. Đó, có gân tóc là cái âm thanh nó không có chất lượng nha cô chú anh chị mình ha. Hàng à. Dạ. Phủ bì là 72. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em. Lọt lòng là 57. Rồi. Đó, đây. Sông Long Chanh Châu rất là đẹp luôn, đồ rất là già. Đó. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm cái đế chậu giùm em nha. Đó. Đây. Đó, đây chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,3 triệu. 2,3 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 2,3 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Đó. 2,3 triệu thôi em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây chậu số 22 212. Rồi. Chậu này cũng có gân tóc nhẹ nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chiều cao lên là 35. Phủ bì là 64. Đó, đây gân tóc bên này. Rồi, lọt lòng nhiêu? Lọt lòng là 54 không? Lọt lòng là 53. Rồi. Đó, đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Chậu số 12 cũng là sông Long Chanh Châu. Đó. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ một vòng giùm em. Đây. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Rồi. Đây sông Long Chanh Châu chậu này còn rất là đẹp. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,000,000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. 2,000,000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới chậu số 13. Đó chữ tàu nha. Đó, phúc lộc thọ trường. Cao lên là 36. Đó. Đây, phủ bì là 60. Rồi. Lọt lòng là 47. Đó. Đây, những cái này là nó dính dầu chai nha cô chú anh chị mình ha. Chắc ông nấu dầu chai nó dính nha, chứ không phải lấy nghe. Cái này em chùi rửa lại cho cô chú anh chị mình được nha. Đây là em chùi rửa lại được. Để yên. Dạ, đây. Đây, dầu chai. Đó, em quay một vòng. Này có gân tóc nha cô chú anh chị mình ha. Đó, có gân tóc để em chỉ cho cô chú anh chị mình nha. Dạ. Nước ngang. Đây nhưng mà chậu còn rất lẫy nha. Rồi nãy giờ gõ chưa? Dạ chưa. Đây. Có gân tóc nha. Đó chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700k bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, 700k bao phí ship toàn quốc luôn nha. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới chậu số 14. Đó. Chiều cao lên là 42. Chậu này thì cũng có gân tóc nhẹ nha cô chú anh chị mình ha. Đây bên đây một đường. Đó, cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Chậu số 14. Phủ bì là 74. Đó, phủ bì là 74 nha. Lọt lòng là 60. Đó. Đây cũng có gân tóc nha cô chú anh chị mình ha. Đó, âm thanh thì còn được 70% nha. Đây, chậu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2,4 triệu. Đâu coi đít coi. 2,4 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. 2,4 triệu bao phí ship toàn quốc luôn.
Rồi xem một vòng. Trong này em chưa đánh bóng nha cô chú anh chị mình ha. Đó cô chú anh chị mình có mua thì em hỗ trợ đánh bóng cho miễn phí nha. Đó, rất là đẹp luôn. 2 triệu tư em bao phí ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em là 0898 997764, đó là số Zalo và Facebook luôn. Đây em có cặp đôn voi. Đôn voi này trên 50 năm nha, trước giải phóng. Đó, voi hành lễ, cặp voi trắng. Đây những dấu này á, là lỗi lò nha cô chú anh chị mình ha. Đó, với bên đây nữa nè. Đó là lỗi lò nha. Đó. Đó, đi chiến tranh mưa nắng nhiều quá rồi nó cũng hơi ấy nha, này là chưa đánh bóng nha cô chú anh chị mình ha. Cô chú anh chị mình nếu mà có sử dụng em đánh bóng thì em đánh bóng miễn phí cho cô chú anh chị mình luôn. Chiều cao con voi lên là 58. Từ cái đuôi tới cái đầu là 60. Xây à, rồi xây. Đó, từ cái đuôi đến cái đầu là 60. Đó, voi lành tích 99% luôn. Còn những cái dấu này là lỗi lò nha cô chú anh chị mình ha. Đó, những dấu này là lỗi lò. Đó, những cái đường vân này là lỗi lò không nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chứ đảm bảo hàng lành tích cho cô chú anh chị mình luôn. Đây, đem để cho nằm đi em quay một vòng. Đó. Đây, đế chậu là còn đế voi là còn nguyên si luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây. Đây con voi này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 4 triệu, 4 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. 4 rồi. Triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0898997764. Đó cũng là số Zalo và Facebook luôn. Đây tới con voi số 16. Đó. Voi này thì nó không có bị lỗi lò nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Đó, nó không có bị lỗi lò nhiều. Chỉ có tí xíu chỗ này thôi. Đó, chiều cao cũng là 58 luôn. Chiều dài tới cái độ đuôi cho tới cái ngà là 60. Đó, bị lỗi lò tí xíu chỗ này thôi. Đó, với trên này nó bị mẻ chỗ này tí xíu nha. Còn màu trắng này nó rất nổi da quy lên hết trơn rồi nha cô chú chị mình ha. Đó, nổi da quy lên rất là đẹp luôn. Voi này rất là già, trên 50 năm tuổi nha. Đó, chiến tranh giết rồi bắt đầu ngồi bị mẻ chỗ này luôn. Đó, mẻ tí xíu chỗ này nè nha. Mặt đôn voi còn rất là đẹp luôn. Đó, voi ngà đồ rồi, nằm xuống luôn. Rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Đây. Đây, đế chậu, đế voi là còn nguyên si nha. Đó. Đây, em quay một vòng cho cô chú anh chị đều biết luôn. Đây, rồi. Con này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 4 triệu, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Nhưng mà cô chú anh chị mình mua một cặp thì chúng em sẽ bớt tiền cà phê chút đỉnh cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Đây tới cái lu. Lu này là còn nguyên si 99% nha cô chú anh chị mình ha. Đó, cái lu số 17. Sông Long Chanh Châu, đó gồng phun nước. Đó, cái lu này cái lu uống nước ngày xưa nha. Đó, màu xanh ngọc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Hàng lái thiêu rất là già. Đây. Chỉ có gần tóc nhẹ chỗ này thôi nhưng mà đảm bảo không gỉ nước nha. Rồi cho âm thanh luôn đi. Mình đựng nước nó gần rất là chất lượng nha cô chú anh chị mình ha. Đó, gồng đắp nổi rất là đẹp luôn. Đó, những có dấu gân trên miệng tí xíu thôi. Đó, lưu tai bèo. Cao lên là 57. Miệng lưu lọt lòng là 28. Đây. Còn phủ bì là nó 38. Để anh đo thử cái bụng nó luôn nha. Bụng lưu là 142. Đây, sông Long Chanh Châu gồng đắp nổi rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc. Đó, trên miệng thì có chỗ này thì có mẻ tí xíu nè. Chúng em đã tái chế và để quét nước sơn lại luôn rồi. Đó, còn bên đây thì những đường găng tóc này thì nó không có ảnh hưởng gì nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Đó, tại vì thời gian theo năm tháng. Lu này thì cũng khoảng trên cũng 7-80 tuổi rồi nha. Đó, những cái lu này là 7-80 tuổi rồi. Đây, đích là điều đế lu là còn điều nguyên si. Đó, rất là đẹp luôn. Đây. Đó, lu này đựng nước uống ngày xưa nha, sông Long Chanh Châu. Đó. Lu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, đây có giá là 4 triệu 2, 4 triệu 2 em bao phí ship toàn quốc luôn. Đó, 4 triệu 2 em bao phí ship toàn quốc luôn. Lưu số 17. Đây, tới cái lưu số 18. Cũng là sông Long Chanh Châu luôn. Cái lưu này nó rất là già.
Chỗ này là người ta chám xi măng cái lỗ thoát nước uống nè. Đổ đi ta dặn ra ta uống nước đó, nhưng mà người ta chám xi măng lại luôn rồi. Cái đó về mình khử nó ra trơn nha, chợ lưu số 18. Cũng sông Long Chanh Châu luôn. Không phải anh ơi. Cái này là gồng phun nước. Đó, ba con gồng tam long nha. Rồi, đó, ba con gồng bay nha của chú anh chị mình ha. Chiều cao lên là 49. Nó nghiêng nghiêng vậy. Tại cái này là nó cắn nè, nó cắn cái này nè. Ổng chám lại nó cắn cái này nè. Rồi, cắn cái này. Đúng không? Cái này em đục ra được. Đó, cô chú anh chị mình có mua thì em đục cái đó ra cho. Miệng lưu là 26. Đó, miệng lưu là 26 nha, lọt lòng miệng là 22. Đây. Quỳnh bụng là 130. Đó, chào. Lưu số 18. Đây. Trong có men không? Có anh, lớp men trong luôn nha. Đây, lớp trong này còn một lớp men trong nữa nha. Đó. Cái này thiện hơi nữa, cô chú anh chị mình có mua thì em sẽ cắt cái cục này ra cho cô chú anh chị mình luôn. Là còn cái lỗ ghim của nó là lỗ dặn nước nha. Đảm bảo 100% luôn. Đây, lưu này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 4.2 triệu. 4.2 triệu em bao phí ship toàn quốc luôn nha. Lưu hai lớp men trên 70 năm tuổi, rất là già. Đây. Đó, tới cái lưu cuối cùng. Đây, cái lưu bách hoa. Lưu bách hoa đựng nước uống nha. Đó, ở đây nó có 7 đó hoa trên miệng lưu nha. Rất là đẹp luôn. Dưới đây là có hoa văn họa tiết nha, cô chú anh chị mình ha. Đó, hoa văn họa tiết hình cánh sen. Đó, rất là đẹp. Đây, chiều cao. Cao lên cũng là 48. Đó. Miệng lưu là 32. Rồi. Phủ bì là 42. Đó, đây. Bụng lưu là 138. Đó, lưu đựng nước uống ngày xưa nha, lưu tai bèo. Đó. Âm thanh còn rất là đẹp luôn nha. Đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đó. Rồi. Còn lành tích 99% luôn. Đây là cái lỗ nước uống ngày xưa nha. Đó, người ta dặn cái dầu nó dặn vô. Đó. Rất là đẹp, nổi da quy rất là đẹp luôn, màu xanh ngọc. Đó, lưu bách hoa. Rồi. Đây, lưu này em cũng giao lưu là cũng là 4.2 triệu luôn. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó. Rồi, cũng là 4.2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Thanh chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ clip LTK Bonsai. Cô chú anh chị mình hãy bấm đăng ký kênh để chúng em săn những hàng độc lạ phục vụ cho cô chú anh chị mình. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn. Rồi, chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin hẹn vào clip sau.